Sáng nay ngày 19 tháng 12, người dân ở xứ sở Kim Chi bắt đầu đi bỏ phiếu trực tiếp bầu ra Tổng thống thứ 18 của Đại Hàn Dân Quốc giữa hai ứng cử viên Park Geun-hye thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền và ông Moon Jae-in của Đảng Dân chủ thống nhất đối lập. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc, nhiệt độ trên khắp cả nước hôm nay ở mức âm 10 độ C và điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử Hàn Quốc cho biết sẽ mất 12 tiếng để người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại 13.542 điểm bầu cử trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ Seoul. Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Theo thăm dò dư luận, có tới 79,9% người dân Hàn Quốc, tương đương 40,5 triệu cử tri, đủ điều kiện đi bầu cử, tham gia bỏ phiếu trong ngày hôm nay, tăng 2,85 triệu người so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007. Được biết, hòm phiếu đã được vận chuyển đến 252 trạm bầu cử trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc vào 6 giờ chiều ngày thứ Bảy tuần trước. Cử tri Hàn Quốc có thể tìm ra vị trí khu vực bỏ phiếu của địa phương mình từ các hướng dẫn được gửi tận tay qua đường bưu điện hoặc kiểm tra trên website của Ủy ban bầu cử. Việc kiểm phiếu sẽ sử dụng khoảng 1.700 máy tính và 52.570 nhân viên bầu cử. Theo dự kiến, ba hãng truyền thông lớn nhất Hàn Quốc sẽ thông báo kết quả thăm dò chung vào 18 giờ giờ địa phương khi các điểm bỏ phiếu vừa đóng cửa. Ủy ban bầu cử Hàn Quốc hy vọng rằng tân Tổng thống sẽ xuất hiện vào khoảng 11 giờ tối nay theo giờ Seoul và kết quả kiểm phiếu hoàn tất vào rạng sáng ngày mai. Mặc dù hôm nay mới diễn ra bầu cử chính thức, nhưng thông báo của Ủy ban bầu cử Hàn Quốc cho biết trước đó hôm 11 tháng 12, 70% cử tri Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu sớm. Hôm 13 tháng 12, hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu bầu cử Tổng thống sớm tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Seoul. Thời khắc này vô cùng ý nghĩa với tôi. Bởi đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử với tư cách là một người lính. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay, bên cạnh kinh nghiệm chính trị, đảng phái, tính cách cũng như trình độ của các ứng cử viên, cử tri còn đặc biệt quan tâm đến chính sách việc làm của họ. Đây được dự đoán sẽ là yếu tố quyết định kết quả cuộc bầu cử. Chúng tôi còn trẻ, vì vậy, việc làm là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Trong số những chính sách mà các ứng cử viên đề xuất, tôi thấy hài lòng nhất với chính sách tăng việc làm tại các công ty lớn. Người thắng cử sẽ nhậm chức vào tháng 2 năm 2013, sau khi nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Lee Myung-bak kết thúc. Mặc dù ban đầu có tới 7 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay, nhưng cuối cùng, cuộc chạy đua vào Nhà Xanh chỉ còn hai ứng cử viên xuất sắc nhất là bà Park Geun-hye của Đảng Thế giới mới cầm quyền và ông Moon Jae-in của Đảng Dân chủ thống nhất đối lập. Càng đến giai đoạn quyết định, cuộc đua song mã giữa hai ứng cử viên càng diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Nghị sĩ Park Geun-hye, 60 tuổi, là con gái cả của cựu Tổng thống Park Chung-hee, lãnh đạo Hàn Quốc trong giai đoạn 1961-1979. Đây được xem là một lợi thế đối với bà Park Geun-hye vì tới nay rất nhiều người dân Hàn Quốc vẫn xem cựu Tổng thống Park Chung-hee, người được ngưỡng mộ vì đã tạo nên kỳ tích, đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo trở thành quốc gia tiên tiến có mức sống ngang bằng các quốc gia phát triển. Bà Park đã được bầu cử làm ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc của Đảng Thế giới mới cầm quyền sau khi giành được chiến thắng vang dội, đánh bại 4 ứng cử viên nam tại hội nghị quốc gia của đảng này vào tháng 8 vừa qua. Chiến thắng của bà Park đã đánh dấu lần đầu tiên một đảng chính trị lớn ở Hàn Quốc chọn một người phụ nữ để tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, một thách thức không nhỏ cho bà Park với tư cách là thành viên của Đảng Thế giới mới là phải làm trong sạch lại hình ảnh của đảng này sau khi một loạt bê bối liên quan tới tài chính của người nhà Tổng thống Lee bị báo chí làm rùng beng. Trong khi đó, ông Moon Jae-in, 59 tuổi, thuộc Đảng Đối lập Dân chủ thống nhất, người từng là Tổng tham mưu của cố Tổng thống cánh tả Roh Moo-hyun, là con trai của những người Triều Tiên và là một cựu luật sư nhân quyền. Ông là người có khuynh hướng chính trị tiến bộ khi đưa ra cam kết cải cách bộ máy quyền lực, cam kết thực hiện một nền chính trị mà người dân làm chủ, tạo dựng một nền kinh tế vì con người, thông qua cải cách, kiến tạo thêm nhiều việc làm, đảm bảo phúc lợi xã hội, không phân biệt giới tính, thực hiện chính sách ngoại giao cân bằng và hợp tác kinh tế liên triều, hướng tới một kỷ nguyên hòa bình và phồn vinh trên bán đảo Triều Tiên. Với xuất thân nghèo khổ, mang lại lợi thế thấu hiểu cuộc sống của dân nghèo, ông chủ trương tăng thu nhập xã hội để cải thiện đời sống nhân dân và tăng thuế, đánh vào tầng lớp giàu có, hạn chế quyền lực của giới đại doanh nghiệp. Ông hứa hẹn một chương trình việc làm trị giá 18 tỷ đô la Mỹ và chế độ phúc lợi lớn hơn trong nội dung tranh cử của mình. Chính vì vậy, ông Moon giành được sự ủng hộ của đa số cử tri trẻ thiên tả. Quản lý nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và chính sách với miền Bắc là hai vấn đề cử tri quan tâm nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 18 này. Về chính sách kinh tế,
người ta thấy có sự khác biệt rõ nét trong chính sách kinh tế của hai ứng cử viên tổng thống. Trong khi bà Park Geun-hye tuyên bố sẽ nỗ lực thực hiện cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và phồn vinh của Hàn Quốc, thì chính sách của ông Moon Jae-in lại tập trung vào việc phân bổ lại thu nhập. Để thuyết phục sự ủng hộ của người dân, bà Park đã đưa ra cam kết lớn hơn bình đẳng kinh tế. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các công ty vừa và nhỏ và các tập đoàn lớn có thể cùng tồn tại. Chúng tôi sẽ đảm bảo tạo ra một cơ hội công bằng. Còn ứng cử viên Moon Jae-in lại đưa ra chính sách kinh tế hạn chế quyền lực của các tập đoàn lớn, tăng thuế đối với người giàu. Là một chính trị gia theo đường lối trung tả, ông Moon chủ trương tăng thu nhập xã hội để cải thiện đời sống nhân dân. Về quan điểm đối ngoại, nếu như hai ứng cử viên có sự khác biệt về chính sách kinh tế, thì trong quan hệ với miền Bắc, quan điểm của họ lại khá tương đồng. Cả hai đều khẳng định sẽ tiến hành đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên nhằm chấm dứt mối quan hệ băng giá giữa hai miền liên triều. Ngoài ra, cả hai ứng cử viên đều chủ trương cứng rắn trong lập trường về biển đảo với Nhật Bản khi bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Tokyo với quần đảo Doko Takeshima. Hai ứng viên hàng đầu của Hàn Quốc hiện nay vẫn nhất quán trong chính sách liên minh với Mỹ. Cho đến thời điểm trước diễn ra bầu cử, các cuộc thăm dò ý kiến không thể phân định được ai giành lợi thế hơn. Tuy nhiên, người nào giành được chiếc ghế ở Nhà Xanh cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như giải quyết mâu thuẫn với Triều Tiên, phục hồi nền kinh tế đang trì trệ và các chi phí phúc lợi gia tăng ở một trong những quốc gia có tốc độ lão hóa nhanh nhất thế giới này.